Trước tiên thì con cảm ơn cha phó rất là nhiều, coi như là bố cảm ơn con á, là tại vì trong năm Nhật Thánh vừa qua, và nếu chúng ta tính từ lễ thứ bảy tức là lễ lá cho tới năm Nhật Thánh lễ thứ năm Tuần Thánh Tiện Ly, rồi mới trên thứ sáu Tuần Thương Khó Thần Đàn Thánh Giá, thứ bảy lễ Vật Phục Sinh, và không những tiếng Việt mà cả tiếng Anh và tiếng Mẹ nữa, cha phó đã giúp cho con và giúp cho giáo xứ chúng ta có một chương trình và những cái thánh lễ diễn ra rất là long trọng, và cộng với sự cộng tác của thầy Sáu kế bên, cho nên chúng ta cảm ơn cha phó và thầy Sáu của chàng con tay. Và tuần trước thì thánh lễ cũng có một phần hơi gấp rút phần sau, cho nên con chưa cảm ơn được nhiều, nhưng hôm nay có 1, 2, 3 tân tòng là những người được rửa tội vào đêm vọng phục sinh của thứ bảy tuần trước, là cô Liễu Minh Vivian. Xin mời ba tân Kitô giáo đứng lên để mọi người cùng chúc mừng. Rất là sâu sắc. Đã đi lễ rồi mà không những lễ chiều hôm nay nữa, mà chắc còn đi mãi mãi đến cuối đời luôn. 80 tuổi vẫn còn đi. Và con cũng rất là cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã cầu nguyện rất là nhiều để chương trình Tuần Thánh của chúng ta diễn ra quá xuất sắc và quá long trọng, và con nhận được rất là những lời khen. Và bên cạnh đó là không kém sự miệt mài của một số ban, như là ban của đặc biệt thánh thể, ban lễ sinh, tập giờ cũng là cha phó nữa, rồi ban trật tự viên, ban của đặc biệt thánh thể lời Chúa nữa, và còn một ban mà con không kém để mà nói nhắc tới nhắc lui, đó là ban ca đoàn của chúng ta. Từ ngày thứ từ ngày lễ chiều thứ bảy lễ lá, rồi lễ thứ năm, lễ thứ sáu, các anh chị tập rồi miệt mài phải mướn một cái phòng riêng, rồi cùng với lại cô Kim Tín để ra đó tập với chúng con. Và cũng lần đầu tiên chúng con hát bài công bố tin mừng phục sinh chung với nhau, tức là từ vị chủ tế đến chị Huyền rồi đến tất cả các thành viên trong ban ca đoàn, cho nên chúng ta thấy rằng thánh lễ rất là sốt sắng. Chỉ tiếc cái thời gian thôi, nhưng mà con quyết định rồi, thôi năm sau để mình ý với lại lễ sẽ là 8 giờ tối để chúng ta cũng gặp nữa. Trong tâm tình đó, một lần nữa chúng ta cảm ơn ban ca đoàn. Sau một trường sân khấu như là chị Lan đánh đàn, rồi anh đánh keyboard, rồi mọi người chuyên viên âm thanh có hết luôn, cả anh chú Bằng rồi cháu Matthew lo về trên màn ảnh nữa, trên màn hình nữa. Và bên cạnh đó chúng ta cũng cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ công sức để trang trí trong nhà thờ chúng ta, từ hang thánh cả Giuse, đức mẹ qua luôn về, và Chúa thánh tâm Chúa trên bàn thờ trên cung thánh. Chúng ta thấy hết cùng với chị Sáng, anh Đức, chị Liên nữa. Cho nên chúng ta một người cảm ơn tất cả và tất cả quá gọi là trên cả tuyệt vời. Sau cùng thì con xin nhắc nhở lại là chúng ta cầu nguyện thêm, bởi vì hôm nay là mùng 7 rồi, thì chúng ta còn 2 tuần nữa thôi chúng ta sẽ bước vào cuộc bầu cử cho tân ban thường vụ của giáo xứ chúng ta. Con chưa có đăng lên tờ thông tin tuần này kịp, nhưng tuần sau sẽ đăng tên như con đã trình bày rồi. Là cầu chủ tịch thì chúng ta có hai anh chị, và chị Cathy với là chị Mộng Liên, và cầu phó nội vụ thì có anh Tuấn và anh Huy, và cầu phó ngoại vụ thì chúng ta có anh Huy và Ryan trong đoàn trưởng. Đó là một gương mặt mới nữa. Và chiều hôm nay chúng con cũng bầu lại ban gọi là hiệu trưởng, hiệu phó của trường Việt ngữ và đoàn chủ nhiệm thánh thể, nhưng cái đó đợi sau thông cáo. Thì đây là cũng là những cái bộ mặt mới, những gương mặt mới rất là sốt sắng, và còn hy vọng chúng ta cầu nguyện thêm để hai tuần nữa vào ngày thứ sáu, sau thánh lễ chiều thứ sáu 7 giờ tối, chúng ta vào hội trường ngày 20/4 để chúng ta bầu cử cái ban thường vụ mới. Sau cùng thì con có cái tờ thông tin tiếng Anh về việc gây quỹ của giáo xứ. Chương trình gây quỹ giáo xứ, xin chúng ta đọc thêm phần tiếng Anh này, và cứ hàng tháng chúng con sẽ gửi cái tờ thông tin này, nó gọi là campaign messenger, để
để cập nhật thêm một số các thông tin mũi cây quỷ của chúng ta. Và nếu chiều mai lúc 7 giờ tối, nếu chúng ta không có gì làm và hoặc là làm vẫn hy sinh, thì mời vào hội trường cùng với các đại các sắc tộc khác để chúng ta biết thêm chương trình cây quỷ. Và trong đó chúng con có chương trình ăn gọi là ăn nhẹ, ăn chè, ăn ngọt, các dessert và buổi tối đó. Và cũng không quên đến với chương trình lòng thương xót Chúa vào chiều mai, chúng ta lấy thêm cả thông tin giáo xứ và trang số 11. Mình được cảm ơn cha phó, thầy Sáu, sơ tươi và quý ông bà anh chị em rất là nhiều.